Báo cáo mới đây của công ty thanh toán đa quốc gia Mastercard cho thấy, thủ đô Bangkok của Thái Lan là thành phố được khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất trên thế giới năm 2023. Bangkok duy trì vị trí dẫn đầu thêm một năm nữa nhờ cuộc sống đường phố sôi động, những ngôi đền trang trí công phu và nền ẩm thực phong phú. Thủ đô của Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng thành phố thu hút nhiều du khách đến thăm nhất thế giới với 22,78 triệu lượt du khách quốc tế. Tiếp theo là thủ đô Paris của Pháp, 19,10 triệu lượt du khách và London của Anh 19,09 triệu lượt du khách. Trong bảng xếp hạng, thành phố Phu Kẹt của Thái Lan đứng thứ 14 với 9,89 triệu lượt du khách, trong khi Pattaya đứng thứ 15 với 9,44 triệu lượt du khách. Trong khi đó, một khảo sát và xếp hạng 10 điểm đến du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn thế giới trong năm nay cho công ty du lịch eDreams Edigo thực hiện cho thấy, thủ đô Bangkok của Thái Lan được xếp ở vị trí thứ tư chỉ sau các thành phố London của Anh, Paris của Pháp và New York, Mỹ.